Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần. Thưa quý vị, lại một niên vụ nữa người nông dân trồng cà phê thua lỗ. Mặc cho yếu tố cung cầu vô cùng thuận lợi khi chưa có năm nào Robusta Việt Nam lại một mình một chợ trên thị trường như trong niên vụ 2015-2016 này. Tuy nhiên, dưới bàn tay chi phối của các nhà đầu cơ giấy thì thế độc quyền này đã không kéo được giá bán đi lên. Trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay, hãy xem chiến thuật chi phối giá cà phê của các nhà đầu cơ giấy như thế nào. Và trong bối cảnh sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ mới 2016-2017 sụt giảm 20%, nông dân và doanh nghiệp nên làm gì? Trước tiên hãy xem các nhà đầu cơ giấy đã tác động ra sao trên thị trường cà phê Việt Nam trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Vừa vào đầu niên vụ cà phê 2015-2016, trên thị trường cà phê thế giới, các nhà đầu cơ giấy đã đưa ra dự báo sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam dồi dào, ước đạt 28,5 triệu bao, tương đương khoảng 1,7 triệu tấn và lượng tồn kho vụ cũ mang sang ước chừng 5,8 đến 8,3 triệu bao, gần 500.000 tấn. Họ cho rằng đây là con số khủng nhất từ trước đến nay của Việt Nam. Vì vậy, trong niên vụ 2015-2016, nguồn cung từ Việt Nam, quốc gia chiếm 60% thị phần cà phê Robusta thế giới, cung sẽ vượt cầu. Thực ra thì chúng ta biết rằng là năm 2014-15 thì chúng ta xuất khẩu chỉ khoảng được 1 triệu 2 tấn. Trong khi thì các nhà đầu cơ cho rằng là Việt Nam có phải trên 1 triệu rưỡi. Và năm 2015-16 thì người ta nhận định cho tối thiểu là được khoảng được mùa và từ đến 10%. Dự báo này của các nhà đầu cơ giấy ngay lập tức đã kéo giá cà phê Việt Nam đi xuống, thấp nhất ở đầu niên vụ khi giá xuất khẩu chỉ còn 1.300 đô la Mỹ trên một tấn. Riêng trong 4 tháng đầu năm nay, giá cà phê xuất khẩu đã giảm gần 18% so với cùng kỳ năm 2015, ở mức bình quân 1.689 đô la Mỹ trên một tấn. Giá trị hàng yếu lập tức kéo giá nội địa đi xuống, khiến cho mỗi kg cà phê người nông dân lỗ từ 1.000 đến 2.000 đồng. Thiệt hại cho người nông dân càng lớn khi niên vụ trước họ nhận định giá sẽ lên 40.000 đồng trên 1 kg nên đã không bán mà quyết định găm hàng chờ giá lên. Đồng nghĩa, trong niên vụ này, người dân nào găm hàng càng nhiều thì thua lỗ càng lớn. Giá thành bình quân của người nông dân hiện nay là 33.000, mà giá 32.800 đến 33.000 là ngang và thấp hơn giá thành. Như vậy, điều kiện về giá hiện nay rất khó khăn đối với người nông dân. Khi nông dân Việt Nam nhận định theo hướng 40.000 thì họ đã đầu cơ và thậm chí họ đi vay tiền của ngân hàng. Cho nên họ gặp rất nhiều khó khăn. Là nhân dân mình có bị một cái sai lầm. Tức là khi các nước nó được mùa hơn 200.000 tấn thì Việt Nam mình thì lại nói là tôi mất mùa, như vậy là ta dự trữ. Thế thì toàn bộ dự trữ không bán ra làm cho các nhà xuất khẩu không khuyến xuất được cà phê. Với hơn nữa là giá cà phê trong nước là luôn luôn cao hơn giá nước ngoài, giá London thì lại thấp. Chưa có bao giờ mà thấp như năm nay. Thế thì làm cho các cái doanh nghiệp dự trữ cà phê, kể cả người dân cũng dự trữ, bây giờ là chết như con rệp. Ai cũng lỗ hết. Điều đáng nói, thực tế sản lượng cà phê Việt Nam không tăng mà liên tục giảm trong hai niên vụ liên tiếp. Như niên vụ 2014-2015, sản lượng Robusta giảm khoảng 20%, chỉ còn 1,5 triệu tấn. Sang đến niên vụ 2015-2016 này, sản lượng tiếp tục giảm 10%. Trong khi cả hai ông lớn Brazil, Indonesia chiếm 40% thị phần Robusta thế giới đã bán hết hàng. Gần như trong 6 tháng đầu niên vụ 2015-2016, trên thị trường cà phê thế giới, Việt Nam một mình một chợ. Về nguyên tắc, thiếu hàng thì giá sẽ lên. Tuy nhiên, thị trường giá cả lại diễn biến theo chiều ngược lại. Thực tế thì sản lượng của chúng ta niên vụ 2015-2016 do ảnh hưởng của khô hạn thì chắc chắn sản lượng sẽ thấp hơn 15-20% so với niên vụ 2014-2015 và cao nhất theo chúng tôi dự đoán chỉ trên dưới 1,3 đến 1,4 triệu tấn. Tương đương với 26 triệu bao. Như vậy là giảm hơn so với các niên vụ trước. Hồi trước thì giá cà phê có thể do gọi là cung cầu là chủ yếu, nhưng bây giờ liên quan đến cái lĩnh vực mà tài chính, những nhà đầu cơ tài chính trong cái vấn đề thị trường cà phê ở hai sàn London và New York. Đại diện Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết, do các nhà đầu cơ sử dụng công cụ chơi giấy để tạo cơn sốt thừa cà phê trên thị trường, từ đó kéo giá đi xuống, khiến cho người nông dân Việt Nam thiệt hại nặng. Thực tế, nhà đầu cơ giấy mong muốn giá thu mua thấp để kiếm lời, nên họ đã tạo cơn sốt thừa hàng để đẩy giá xuống. Cho nên dù sản lượng nguồn cung thế giới thấp, nhưng trong ngắn hạn,
các nhà đầu cơ vẫn điều tiết được giá theo ý của họ. Vậy cụ thể, chiến thuật này của các nhà đầu cơ giấy như thế nào? Hãy theo dõi tiếp phóng sự sau của chúng tôi. Các nhà đầu cơ giấy đã rất tài tình khi lựa chọn thời điểm để tạo cơn sốt thừa hàng nhằm chi phối giá bán. Đầu tiên, họ chọn thời điểm từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2015, khi Brazil và Indonesia bán hết lượng Robusta tồn kho của niên vụ 2014-2015. Lúc này, họ tranh thủ mua khống với giá thấp, đồng thời làm cho chủ trương găm hàng đẩy giá của nông dân Việt Nam thất bại và thậm chí không tăng được giá mà Robusta chúng ta cũng không bán được. Thứ hai, những cái quốc gia mà cạnh tranh chúng ta ấy, thì họ có một cái chính sách vĩ mô tương đối là mở. Họ phá giá cái đồng tiền, và cái sự phá giá của đồng tiền của họ thì giúp cho cái giá xuất khẩu của họ là giảm đi rất nhiều so với cả chúng ta. Đồng tiền phá giá, người ta ào ạt và người ta bán ra xuất khẩu cao. Cho nên tại sao trong cái biểu đồ cà phê thế giới xuất khẩu của niên vụ vừa qua, mà đặc biệt trong 2015, thì xuất khẩu của Brazil vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất và xuất khẩu của Việt Nam của chúng ta giảm. Do cái việc giá từ Indonesia và Brazil cùng có sản phẩm giống chúng ta là hàng Robusta, cho nên là họ bán cái sản phẩm này ra, dẫn đến cái việc là Việt Nam bị gặp cái lượng tồn kho nhất định do cái thị trường bị cạnh tranh. Chính lượng tồn kho từ niên vụ 2014-2015 không thể để lâu, bắt buộc người dân phải bán ra, cho nên chọn thời điểm đầu niên vụ 2015-2016, khi Việt Nam vào vụ thu hoạch rộ, thời điểm người nông dân có thể đảo hàng để đẩy số tồn kho đi. Lúc này các nhà đầu cơ đã tung tin sản lượng Robusta của chúng ta dồi dào, với lập luận Việt Nam được mùa và lượng tồn kho vụ cũ lớn nhằm tạo cơn sốt thừa hàng trên thị trường. Điều này gây áp lực lên người nông dân phải bán ra, cho nên chỉ trong 8 tháng đầu niên vụ 2015-2016, nhưng khối lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam đã gần 800.000 tấn, bằng 63% lượng xuất khẩu niên vụ 2014-2015. Khi trên thị trường đã có một lượng lớn cà phê Việt Nam bán ra, vinh vào điều này, các nhà đầu cơ giấy đã kéo giá xuống, mặc cho Robusta Việt Nam một mình một chợ. Đến khi mà bắt đầu vào vụ thì rõ ràng hàng hóa tồn kho cũ bắt buộc phải bán ra và không thể để lâu hơn được. Cho nên khi mà nhiều người bán ra thì đương nhiên là thị trường giá nó sẽ phải biến động đi xuống. Dù vẫn biết rằng thị trường là đang thiếu, nhưng mà do cái việc hàng hóa không thể để lâu hơn được nữa thì người ta bắt buộc phải đảo hàng và đẩy cái số hàng hóa cũ tồn kho đi. Và đó chính là cơ hội để mà người ta nước ngoài người ta tìm cách đạp ra xuống. Đã thế, do thua lỗ vì găm hàng ở niên vụ trước, nên trong niên vụ 2015-2016, nông dân Việt Nam không còn mấy mặn mà với việc giữ hàng nữa. Chính vì nắm được tâm lý này, các nhà đầu cơ càng tự tin nông dân Việt Nam sẽ bán ra ồ ạt, cho nên chiến thuật tung tin vào đầu vụ của các nhà đầu cơ càng phát huy hiệu quả. Mặc cho trước đó, Hiệp hội Ban ngành trong nước đã đưa ra cảnh báo niên vụ 2015-2016, sản lượng cà phê Việt Nam tiếp tục sụt giảm 20%. Rất nhiều nhà kinh doanh trên thế giới nhận định sản lượng của cà phê của chúng ta niên vụ 2015-2016 không giảm và tăng. Nhưng mà thực tế thì sản lượng của chúng ta niên vụ 2015-2016 do ảnh hưởng của khô hạn thì chắc chắn sản lượng sẽ thấp hơn 15-20% so với niên vụ 2014-2015, và cao nhất theo chúng tôi dự đoán chỉ trên dưới 1,3 đến 1,4 triệu tấn, tương đương với 26 triệu bao. Như vậy là giảm hơn so với các niên vụ trước. Về lĩnh vực nông nghiệp sản xuất thì Việt Nam không có gì phải chê. Thế nhưng mà khi tới ra thị trường thì có trục trặc là bởi những cái thông tin, bởi những cái ràng buộc, bởi những cái này kia. Nhiều khi mình không có hiểu tất cả những cái luật chơi cũng như là cái cách thức mà tăng giảm trên sàn thì cái việc đầu cơ nó sẽ phát sinh. Thì cái việc đầu cơ nó sẽ kéo theo cái hệ lụy là mình không kiểm soát được rủi ro, thì dẫn đến là mình sẽ bị thiệt hại trong cái thị trường sàn. Chính vì cà phê mua bán qua sàn kỳ hạn, tức ký trước giao sau, và sử dụng giá trên sàn London, lượng hàng hóa thật tham gia trên thị trường kỳ hạn chỉ khoảng 10%, cho nên dù Brazil, Indonesia đã bán hết hàng, Việt Nam, nước duy nhất còn Robusta, sản lượng sụt giảm cũng không có ý nghĩa. Chính vì vậy, trong ngắn hạn, chiến thuật đẩy giá Robusta đi xuống của các nhà đầu cơ giấy đã thành công. Qua phóng sự trên có thể thấy, để tạo biến động và lợi nhuận chênh lệch thì bắt buộc các nhà đầu cơ phải sử dụng công cụ thông tin có lợi cho họ. Cho nên cũng dễ hiểu khi các nhà đầu cơ rất tích cực đưa ra các thông tin sản lượng,
cân đối cung cầu để làm giá trên thị trường. Để hạn chế rủi ro trong niên vụ mới 2016-2017, nông dân và doanh nghiệp nên làm gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phóng sự sau của chúng tôi. Đến thời điểm này, thông tin thiếu hàng đã tác động lên thị trường. Minh chứng rõ nhất đó là giá cà phê đã tăng trở lại, đồng thời giá bán theo mức cộng. Như vậy, thị trường đã chuyển sang cơ chế cung cầu và lợi thế đang nghiêng về các nhà kinh doanh xuất khẩu. Khi mà thấy thị trường bắt đầu khan hiếm thì các nhà rang xay họ cần hàng và các hợp đồng đã được ký trước rồi thì buộc các nhà nhập khẩu họ phải đưa ra giá cộng. Và cho đến giờ này thì chúng ta vẫn đang ở mức cộng khoảng là 35-40 cho các loại hàng mà có bao 60 kg. Thực tế, sản lượng niên vụ 2016-2017 đã có. Cả ba ông lớn Brazil, Indonesia và Việt Nam trong vụ tới chắc chắn sụt giảm khoảng 20%. Cộng với lượng tồn kho vụ 2015-2016 thấp thì dự kiến nguồn cung sẽ sụt giảm. Trong khi các hợp đồng đã ký trước buộc phải giao hàng, cho nên các chuyên gia nhận định giá bán trong thời gian tới có xu hướng đi lên. Hiện giá nội địa đã tăng 7.000 đồng so với đầu niên vụ. Riêng giá xuất khẩu đi lên 1.600 đô la Mỹ trên một tấn. Tưởng dự kiến sản lượng trong năm mùa vụ sắp tới thì sản lượng nó sẽ tụt khoảng từ 20-30%. Nguyên nhân do thời tiết. Sang năm tới thì hai nước sẽ bị mất mùa là Indonesia và Brazil, đúng rồi. Từ năm 2016 tại vì họ cũng bắt đầu vào. Nhưng mà còn lại Việt Nam thì do là cũng đã thu hoạch xong rồi, trên các cái cây của Việt Nam hiện nay cũng đang mất mùa, cho nên đến tháng 9 này Việt Nam cũng vào vụ thì cũng lại thiếu ha. Như vậy thì trước mắt thì từ nay đến giữa năm sau ấy, thì thị trường vẫn cơ bản là hàng Robusta sẽ không đủ. Và khi không đủ thì với tình hình như hiện nay thì tôi nghĩ giá nó sẽ không xuống và nó lại xuống của nó sẽ là đi lên. Tuy nhiên, việc giá đi lên này có thể chỉ trong một thời gian nhất định. Vì mua bán cà phê phụ thuộc sàn kỳ hạn không theo quy luật cung cầu, nên dù mất mùa nhưng giá vẫn có thể đi xuống. Cho nên, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam khuyến cáo, để hạn chế rủi ro, các doanh nghiệp tránh thực hiện các hợp đồng giao xa, tốt nhất nên mua ngay, bán ngay. Ngoài ra, các nhà kinh doanh xuất khẩu nên cảnh giác trước những thông tin trên sàn, vì đôi khi các nhà đầu cơ, họ nói quá đi chuyện tăng giảm để đánh lừa dư luận thị trường nhằm giải quyết chuyện mua bán trước mắt hay ngắn hạn. Các nhà trên sàn muốn có lời thì người ta phải cho nó xuống, thì người ta mới kiếm được lợi nhuận từ những người kinh doanh trên sàn đó. Còn nếu như người ta cứ nhìn thấy đúng vụ mùa và cứ theo đúng như vậy thì chắc chắn là các nhà kinh doanh trên sàn sẽ không có lợi. Tại vì người ta đã biết cách chống rồi thì đâu có làm gì có chênh lệch để mà kiếm ăn. Vậy chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu rằng là những thông tin đó là điều đương nhiên, và vì thế trên sàn thường thông tin nó chỉ có 50-50 là đúng thôi. Còn 50% thì chắc chắn tin nó phải sai. Tuy nhiên để mà chống lại những cái việc tin đúng hay tin sai thì cái việc đầu tiên là bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng phải đọc tin hàng ngày. Để chúng ta biết rằng nếu tin nào đúng thì nó sẽ được phát đi phát lại và nó sẽ tự động ghi vào bộ nhớ của chúng ta trong đầu. Còn tất cả những tin nào mà chỉ để làm kỹ thuật kiếm tiền ấy, thì sau khi người ta làm xong cái kỹ thuật đó người ta sẽ loại bỏ tin nó ra. Cho nên cái việc mà bất kỳ doanh nghiệp nào muốn kinh doanh cà phê thì họ phải đọc tin hàng ngày để họ cảm nhận được cái khả năng đúng và sai của thông tin đó. Phải có cái theo dõi một cách rất thường xuyên những cái biến động của thị trường để làm sao mà nối được nông dân với doanh nghiệp Việt Nam với cái thị trường trong nước, thị trường quốc tế tốt hơn, để chọn được những cái thời điểm bán nó phù hợp, và phải có một cái điều phối nối kết rất chặt chẽ giữa các cái tác nhân ở trong cái ngành hàng cà phê, từ nông dân đến doanh nghiệp đến Hiệp hội Cà phê Cacao với các cơ quan quản lý nhà nước, để mà làm sao mà chúng ta tìm ra những thời điểm mà chúng ta có thể bán có lợi nhất cho người nông dân. Đặc biệt, cả nông dân và doanh nghiệp cần chú ý nguồn cung từ các nước sản xuất khác và chọn thời điểm bán phù hợp, tránh bán ra ồ ạt với giá thấp gây nên cơn sốt thừa hàng, tạo điều kiện cho các nhà đầu cơ tiếp tục điều phối thị trường trong niên vụ tới. Bởi nếu kế hoạch này tiếp tục thành công thì giá cà phê niên vụ 2016-2017 sẽ ở mức thấp mặc cho thị trường thiếu hàng. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.